giờ phải ra ngụ nhà. Này bố đang nằm mơ giống ngon không đủ mà. Để cá tháo với ăn. Người tao đang nên thì nhồi mày. Nằm tao mất luôn. Chết thông rồi cho nên định luôn. Bỏ tao mất cả mấy viên thuốc này. Bố tao rồi. Mày ngồi ra. Mày ngồi ra. Đủ mà. Ai mày ngồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ôi trời. Thế hôm nay mày đến đây làm gì? Đến chơi thôi, thằng đại ca có gì. Không đâu. Nó không đọc được gặp đại ca. Nhớ quá, để thăm. Mày ấy mà nhớ tao à? Vâng. À đúng rồi. Để ca bỏ tay ra em nói. Đấy. Ba. Ôi xưa. Ê. Ui, vẫn đau. Thế đau chưa em nói? Hơi đau, nói đi. Rồi, chú ý tâm mẹ nghe em nhá. Rồi đắng lên sướng mấy hôm nay á. Nào, em xem tình hình ở đây rất là nhiều zombie rồi. Wow. Để ta xem thế nào. Ý, giết mỗi loại zombie này được. Chứ này, loại này thì chết đấy cả. Zombie á? Vâng. Zombie là con gì? Là một con người. Nó bị nó sợ chó cắn. Không, chó cắn là nó bị dại nó khác. Để zombie nó khác. Chưa nghe thì chưa xin đi là một con người ăn dính một cái thuốc gì đó hoặc là bị điện bùa gì đó nên biến thành một con zombie và nó rất là ghê gớm, nó cắn hai cái là người đấy sẽ bị biến thành zombie tiếp. Ảo chó sao chó. Từ từ, tao nghe cái này quen lắm này, hình như tao nghe cái này ở đâu rồi, ở đâu đấy ca, ở đâu nhỉ, mà sao chắc cũng quên. À đúng rồi, tao nhớ ra rồi, cái này từ lúc tao còn đi chơi thấy có người nó bảo là con zombie này nè là ăn một quả cái gì á đấy là sẽ biến thành con zombie. Ui thế hả đại ca, thế này em với anh phải đi tìm nguồn gốc mới được chứ này thì chết mất. Được rồi, là càng ngày càng rộng ra rồi đại ca thì mất lơi hacker sinh sống rồi. Giờ chuyển hết vùng đây rồi. Bây giờ đi tìm đâu đại ca? Giờ à đúng rồi. Tao nhớ ra là thấy bạn có một cái máy điện thoại. Cái gì nhỉ? Ứng dụng gì mà đi tìm cái đấy. Thế á? Rồi. Giờ tao với ngươi đi thôi. Vâng đại ca, nhanh lên không? Lại lan truyền ra tất cả thì chết về à? Đúng rồi đại ca, yêu. Ui, tao vẫn đau này. Tao mà có ứng dụng này đâu. Đây, tao mày ngươi đi thôi. Đi nào, đâu. Đây, 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 đây em ném lại cá cao. Ôi rồi nhanh lên. Bây giờ sao? Tao. Ôi gần bơi sắp chết. Nhảy nhảy. Chân phải cảm đi. Đi 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 cho đúng rồi, 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 đúng
nào gọi đây. Alo. Alo chị Trường. Thôi, đại ca nhìn cái gì đấy không? Nhìn đây nè. Trời ơi, thôi ra đây rồi. Ăn đồng này chết theo chi sinh hoạt đấy. Thôi đi tìm đi, đi. Đây là một hang động của ai đó đang sinh sống ở đây đại ca. Có gì không nói ta mới quay lại sau. Còn hai, đại ca, đại ca, đại ca, hai, chỗ này là nơi sinh sống của zombie nhỉ? Hay là thế nhỉ? Đây, ca giả này. Cái gì nó giống? Mà kia kìa, mày đi ra đây xem nào. Ui, kia đây kìa. Thế là đại ca, dám luôn này. Chắc đây là nơi sinh sống của zombie rồi. Cá gì đó, ăn được không nhỉ? Ui, gọi để bố vào vẫn ăn nào được đấy kìa. Còn chắc cái này là lôi sinh sống của chúng ta. Cái gì? Đây là một viên đá quý hay sao? Thôi để ta xem. Con về ta là đá luôn hồng đá. Vừa đá mà. Ôi, lại đây nữa. Không phải là đá quý đâu. Đây này là mấy tu
Ui, cái này. Cuối cùng ta đã tìm được nguyên nhân đúng bi rồi. Người ăn đi. Ăn. Con đi. Ngon không? Chưa thấy đại ca. Ngon không? Một ba đại ca. Trong người thế nào rồi? Bình thường đại ca. Ăn. Sao không? Sao không? Chết rồi.
Lên mày đi xuống đi. Bình tĩnh lên. Được chưa? Mày có tao không? Cho đến xuống đi rồi. Có sao không? Chắc đúng đấy. Ủa ơi, chắc cầm mình. Chắc người em mùi gì khác khác nhỉ? Phải quá. Phải đi. Ngươi có sao không? Đã ca đá với người em à? Điên à? Mày bắt em biết bắt em mình thì ra nào không? Em vừa ngủ mà. Đẹp đẹp thôi. Thẳng thế. Mày bóng cổ tao gần chết này. Mày bắt em vừa biến giống như đấy. Đã ca lại áo tượng rồi. Đúng rồi. Cái gì kia đúng là cây. Zumbi đã biến hóa sang rồi. Người ta ăn dính người ta sẽ biến. Được rồi, tao ngươi. Nên rồi ok đấy thôi. Đi. Vâng. Mẹ Lan bị tất cả giờ nhá ngươi. Chơi gì đấy? Thấy được à? Gẹo. Khải thế. Đúng rồi. Ui, mày khải có lại cả. Thế nhiên. Lại mới chèo à? Ai cái đường à? Dùng lên cái tâm luôn mà. Em biến xin cho ta đây nè. Nhìn lên. Ôi cái gì mà ngon đấy nhở? Có quả gì ngon lắm này cả. Ngon đi. Rồi bà nhộn thôi. Chúng làm phát xem ngọt không? Mày điên nào. Rồi ngọt đấy. Bây đây mày vừa ăn. Mày điên tương đi đấy. Thấy không? Rồi tao cứ bà nhộn thôi. Này không một sớm. Người ta nhìn thấy. Chết đây. Rồi nhìn nó ngon thế này mà. Cho cây lên màu xanh này nhở cao nhở. Ai tao biết. Là tao với ngươi nhộn thôi nhanh ơi. Con này cơ. Cái gì à? Nào, tao đếm 1, 2, 3. Thì tao với ngươi nhộn nhá. 1 2 3 Đấm nhộn được rồi. Mình nhộn cái lá. Thì nói làm gì? Lá không có tác dụng à đại ca? Không. Giờ cái cây này là chính này. Thử mới. Giờ cái nào đây? À đúng rồi. Tao thấy như nó lại phúng cái gì. Thì mới nhộn được cây này ra. Thế á đại ca? Để ta đi xem một canh nơi xem mới gì không? Thế kia thì quanh em có cái chỗ cúng rồi. Ôi mày ơi. Thế ta đi đâu đi để em phải em trông không? Đó. Đi đại ca. Cây đẹp thế nhỉ? Cây này rộng này là một cảnh đẹp tuyệt vời. Tết bán đây tiền. Cây đồ biến đổi đen này tết bán đây tiền. Bình thường lắm mà. Đi đại ca. Đi chỗ này là chỗ cứng à. Nó là gì đấy? Cắt 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 cắt. Ôi cháu xin các cụ ơi, cụ ạ ơi, cháu xin các cụ cái thần này không? Thế điên à? Mày xin là mày đưa không? Làm nào đây? Không được hỏi được ra. Chưa biết sao đấy, nói là ngủ. Tại vì nó là em. Vì nó có là mà sao? Là vì nó có cái này. Điên à?
có cái này. Không có cái này làm sao có cái này chứ à? Được rồi, để ta đi luôn. Phá cái này. Chẳng đâu được cái kia không? Chắc là được. Phá đi. Thôi đại ca. Phá này thì chết đi. Cần lên các cụ cái thứ này không được không đại ca? Cúng đi. Được rồi, thế ta đi với nhau một cúng. Nhằm à. Đây, đấy cả cứ biết cái đồ mù gì. À đây, lấy tạm cái này đi. Mình không có nhang, mình lấy tạm cái cây, mình cuống. Cây okay. Chúng đằng kia đang xuống này này. À không được không nhá. Thế này, lấy ít máu á, thì mình cùng nguy hiểm quá à. Thế này, cơ cây. Ca cho em xin ít máu. À, điên. À, thôi, điên à. À, cúng đây. Nói thế này, nhanh lên. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi đại ca ơi, đại ca ơi. Cái tượng đại ca nhìn hình trong này, cái tượng đại ca phải điên làm cái gương nó chói mắt tao nhìn nó thế thôi. Ôi em tượng đại ca sao em cũng tiếp ơi. Ok đúng anh nhanh anh. Ôi đại ca. Ôi đại ca. Phải điên không? Ta chứ chết gì không? À vâng 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 em cứ nhầm mày. Ôi các cụ ơi, các cụ ơi, các cụ ơi. Các cụ. Mong các cụ về. Mong các cụ. Thì cho bọn con nhổ cho con để nhổ cái tượng dưa. Thôi chắc là hết rồi đấy. Thôi thôi tôi đến nhổ rồi xem nào đại ca. Hết rồi em rồi. Mình đi tính nhá. Nhổ đại ca không? Một. Hai. Hai. Sao phải làm sao? Cho em về em bán lấy tiền. Tiền à? Cái dâu biến nội gen này cũng bán được đầy tiền đấy đại ca. À. Nhớ ta đấy. Nhớ đại ca. Hôm nay đại ca đừng nhớ gọc này. Cây. Biến thành zombie. Hôm nay này không có cây. Biến thành dại độc. Khi nhỉ? Ồ đại ca. Giờ phải làm sao đây? Thôi cứ đi về đã. Đúng rồi. Em mệt lắm rồi đại ca. Thôi 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 nhưng cho em cây này nhá đại ca. Ok nhưng mà em bán đi tiền. Ok ăn bán đi, người ta ăn lại biến giúp đi sao đi về như vậy. Ôi thế đại ca, thôi em vứt đỏ đi thôi, đi như vậy. À rồi người ta lấy cái dép dép hình phải tao á. Không tối, ơi, đại ca, nhìn dùng dép em à, cái này dùng mổ dép em quá, ờ thế đi nhá, đây dùng động vật.